Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 5 2019. Đến với bản tin Hoạt Trình Đốn gồm có tin sinh hoạt cộng đồng, phỏng vấn đặc biệt cựu đại sứ Bùi Diễm. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi sinh hoạt cộng đồng do Đậu Thanh Vân và Bích Phượng thực hiện. Hàng năm đến ngày 10 tháng 3 âm lịch, người Việt Nam chúng ta luôn luôn tưởng niệm ghi nhớ công ơn đối với 18 vị vua Hùng Vương đã có công tạo lập nước. Năm nay, Hội Cao niên Việt Mỹ Maryland VASA tổ chức lễ dỗ Quốc tổ Hùng Vương vào ngày 16 tháng 5 2019 tại Long Branch Community Center thuộc thành phố Silver Spring, tiểu bang Maryland. Thành phần tham dự gồm có khách Mỹ, có bà Jean Dinwiddie và cô Sydney Salinas. Cộng đồng Việt Nam có ông Chủ tịch Liên hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa Đoàn Hữu Định, đại diện các hội đoàn và truyền thông báo chí trong vùng, cùng toàn thể hội viên và thân hữu Hội Cao niên Việt Mỹ Maryland. Sau phần chào quốc kỳ Mỹ Việt, phút mặc niệm và tưởng nhớ các bậc tiền nhân có công dựng nước và các chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, các chiến sĩ và đồng bào đã oan thác trong ngục tù khổ sai của Cộng sản Bắc Việt và bỏ mình trên đường vượt biên vượt biển tìm tự do, là lời chào mừng của ông Hội trưởng Bùi Mạnh Hùng. Kể đến tiến sĩ Nguyễn Nhân là hội phó, trình bày về lịch sử Quốc tổ Hùng Vương bằng song ngữ. Năm nay, ông ôn lại mẫu chuyện mà hầu như mọi người Việt chúng ta ai cũng đều học qua, bắt đầu ngay từ năm tiểu học. Đó là sự tích Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ, sinh được 100 con trai, về sau 50 theo cha xuống biển và 50 người con theo mẹ lên núi, đi về phương Nam lập ra nước Văn Làng. Phần chính do ban tế lễ của hội VASA đảm trách, đó là lễ dỗ Quốc tổ Hùng Vương theo nghi thức cổ truyền dân hương khấn vái trước bàn thờ Tổ quốc. Mọi người đều đứng lên và nghiêm trang, cùng hiệp thông với ban tế lễ. Sau đó, bà Bạch Nguyệt đọc bài cẩn bái vua Hùng. Cuối cùng là lời cảm tạ của ban tổ chức và mời mọi người dùng bữa cơm thân mật do hội VASA khoản đãi. Chương trình đã kết thúc lúc 2 giờ trưa. Lần thứ 2643, dương lịch 2019, chúng con cung thỉnh chư tôn đức vào. Chùa Di Đà thì được thành lập vào năm 2012, thì cũng được 8-9 năm rồi. Bởi vì cái ngôi chùa Di Đà nó cũng như các cái ngôi chùa khác là cái mục đích thành lập để hướng đạo tinh thần cũng như tâm linh cho quần chúng Phật tử và đồng hương ở cái vùng Hoa Thịnh Đốn này, A Di Đà Phật. Trong Phật giáo mình là cái ngày lễ Phật đản rất quan trọng. Cho dù là người Phật tử ở trong nước hoặc là ngoài nước, cho dù là nước Mỹ hoặc là bất cứ nước nào, thì đến ngày rằm Phật đản là cái ngày rất trọng đại và thiêng liêng. Và cái ngày đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thì hiện đản sinh ra giữa cõi đời để cứu khổ ban vui và ban cái nguồn giáo pháp vô tận cho nhân loại. Thì người Phật tử ở vùng Hoa Thịnh Đốn nói tập trung về nhân cái ngày hôm nay thì là để nhớ đến cái công ơn của Ngài và đồng thời học cái công hành từ bi và giác ngộ của Đức Phật. Để từ đó chúng ta theo cái bước đường giác ngộ của Đức Phật để chúng ta học hỏi và tìm đến cái sự bình an của bản thân và cho gia đình. A Di Đà Phật.